với anh em cái tác phẩm Sam Hương anh em nhé. Cái Sam Hương để bàn rất đẹp, đồ gọi là siêu già siêu kỹ. Anh em nào muốn cái con cái để bàn này thì anh liên hệ nhà vườn. Đây là cái Sam Hương này, anh em có thể nhìn tay cành nhum kẽm gần như sạch sẽ, không còn một tí nào hết. Cây có cái dáng thân pháp chạy rất là duyên, rất là mềm mại. Cây cao khoảng 38 cm, quanh gốc khoảng 18, tàn rộng nhất khoảng 45. Đấy, một người bê nhẹ nhàng anh em nhá, anh em chơi có thể bê đi bất cứ ở đâu được, rất là kỹ rồi. Tay cành này để làm được một cái tác phẩm như cái thời điểm hiện tại này mất rất nhiều thời gian, cực kỳ nhiều thời gian mới hoàn thành được anh em nhé. Hàng cốt chậu đóng bánh hết rồi, dăm đông thì có thể nói là như san hô rồi anh em nhé. Cái này thì nó có một cái đặc điểm là anh em mình cứ sờ vào lá là rất là thơm. Đấy, muốn thay đổi không khí thì lấy cái tay sờ vào lá cực kỳ thơm luôn. Đấy, gọi là Sam Hương, gọi là sờ em hương anh em nhé. Già mốc hết cả thân lên rồi, trắng mốc đen rồi nhé. Ok chưa? Rất đẹp.